Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi, mẫu loa cao cấp nhất của thương hiệu Hopperstar mã A60. Đây có lẽ là một model được rất nhiều người chờ đón. Cùng unbox để xem bên trong có những gì nhá. Đầu tiên sẽ là một chiếc hộp đa năng. Xem bên trong có gì nào. Một chiếc micro không dây giúp bạn có thể hát karaoke ở khắp mọi nơi. Một bộ dây sạc kèm dây AUX kết nối TV, máy tính, laptop. Một dây đeo được bọc da này, vô cùng là đẹp này, giúp bạn có thể là mang vác chiếc loa này một cách dễ dàng hơn. Và một sách hướng dẫn cho ai vẫn chưa hiểu các tính năng của loa nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, loa A60. Về tổng quan thì đây là một mẫu loa có thiết kế vô cùng chắc khỏe, form dáng hầm hố thu hút mọi ánh nhìn, chiều dài cơ sở lên tới nửa mét, trọng lượng 4,7 kg, với thiết kế bên ngoài là chất liệu hoàn toàn bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn, và hai bên thân loa được làm chất liệu làm vải bọc với nhựa cho ra khả năng chống nước lên tới IPX6. Phần bảng mạch cũng được nâng cấp hoàn toàn khác biệt, một núm xoay vô cực điều chỉnh âm lượng, và phần cộng trừ ở đây sẽ là chuyển bài, nách bài. Cùng với đó là một vài tính năng phụ như là bát bút, điều chỉnh 3 chế độ nghe nhạc khác nhau, TVKS kết nối 2 loa không dây và điều chỉnh đèn LED ở đây. Khi tháo mặt E căng ra, chúng ta sẽ thấy ngay ở đây có tổng 5 củ loa, bao gồm 1 củ loa bát sắt, 2 củ loa bát và 2 củ loa chét, cho ra công suất 100W, âm thanh siêu khủng, nghe thoải mái không gian ngoài trời. Hai bên loa sẽ là hai phần cộng hưởng tích hợp giải đèn LED ARGB, cho ra cảm giác đánh nhạc khá là thú vị. Dung lượng pin của loa lên tới là 15.000mAh, cho ra khả năng chơi nhạc liên tục từ 8 đến 10 giờ. Đi kèm cho có một chiếc micro không dây giúp bạn có thể hát karaoke được ở khắp mọi nơi luôn. Giờ thì hãy cùng mình test nhạc để xem chiếc A60 này tại sao lại là mẫu loa cao cấp nhất của thương hiệu Hopperstar. Mọi người có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được chất lượng âm thanh chân thật nhất của loa nhé. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu loa du lịch yêu cầu âm thanh hay, công suất lớn, pin trâu và còn phải khá được nước nữa, thì chắc chắn rồi chiếc Hopperstar A60 này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong mùa du lịch sắp tới của mọi người. Nếu các bạn quan tâm thì mình có để link ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người.